của mày. Sao bò hay sao mà không biết mệt? Không được thì tôi chạy thôi. Mới là lớn, đi cướp người ta. Chết the phố, man. Chết me from friendly to the fifth grade. Đi. Một chạy nữa đi. Anh kia. Một chạy. Cho. Trả lại điện thoại cho tao. Chạy nữa đi. Sao 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 hôm nè. Dạ em cảm ơn anh. Nguyen 愛知何家是何故在何世又何以對這世界說中心火 Quá nhì đồ mất tiền rồi. Nhắc ra thì chuyện cũng 15 năm rồi. Thôi bỏ qua đi. Quá nhì ngày nào cũng thường thường nhớ nhớ cô Long đó mà. Vậy thì dạo này cô Long thế nào? Ngày nào cô Long cũng đỡ đây để đợi Quá nhì quay về. Nhưng tại sao tóc Quá nhì dạo này giống như cái ổ chim thế hả? Thì Quá nhì ở trong hang, ý lộn, trong hang nhà nào cũng luyện công, cho nên không có thời gian chải tóc. Không biết dạo này võ công của cô Long thế nào rồi. Thầy, chúng ta hãy đổ sức một phen được không hả? Vậy thì Quá nhì không khách sáo, mời cô Long. Cô à, võ công của cô dạo này tiến bộ hơi trước nhiều. Võ công của Quá nhì cũng không có quá tồi, rất là khá. Quá khen, quá khen. Cô Long à, đã bao lâu nay Quá nhì muốn nói với cô Long một điều. Chuyện gì hả Quá nhì? Quá nhì muốn... À, Quá nhì muốn gì? Quá nhì hãy nói đi. Quá nhì... Tại sao Quá nhì lại ngập ngừng? Quá nhì hãy nói đi mà. Cô Long cứ nhảy vô miệng Quá nhì hoài, sao Quá nhì nói chứ hả? Vậy thì Quá nhì cứ nói đi, cô Long nghe đây. Quá nhì muốn nói với cô Long là Quá nhì muốn sống với cô Long trọn đời kiếp kiếp, không phải cô Long đừng có bỏ Quá nhì đi nữa nha. Quá nhì muốn sống với cô Long trọn đời kiếp kiếp, không phải cô Long đừng có bỏ Quá nhì đi nữa nha.
day was a fairy tale. You were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. I wore a dress. You wore a dark gray t-shirt. You told me I was pretty when I looked like a mess. Today was a fairy tale. It's midnight! Sorry, I have to go! Why? Today was a fairy tale. You got a smile. Takes me to another planet. Every move you make, everything you say is right. Today was a fairy tale. Don't be afraid, I
love you for a thousand.